Ngày 23 tháng 3, ông Dmitry Krotoy, đại sứ Belarus tại Nga cho biết, các cơ quan mật vụ của Belarus đã hỗ trợ các lực lượng chức năng của Nga bắt giữ các nghi phạm trong vụ tấn công kinh hoàng vào nhà hát Krokus City Hall ở gần thủ đô Moscow khi những tên này cố vượt qua biên giới vào Belarus. Đại sứ Belarus cho hay các cơ quan mật vụ nước này đã nỗ lực đóng cửa biên giới Belarus đối với các nghi phạm nói trên. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga thông báo lính cứu hỏa đã dập tắt hoàn toàn đám cháy bùng phát tại nhà hát này do các hung thủ phóng hỏa. Bộ trên cũng đã công bố danh tính 29 trong số gần 150 người thiệt mạng. Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Nhà hát Krokus City Hall đã bị cháy rụi và sụp đổ một phần, khiến việc xác định danh tính trở nên khó khăn hơn. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell cùng ngày đã lên án vụ tấn công trên Chia sẻ trên mạng xã hội X, ông Borrell nhấn mạnh, tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất vụ tấn công khủng khiếp xảy ra gần Moscow đêm qua. Những kẻ thực hiện vụ tấn công này lại nhắm vào những người không có khả năng tự vệ. Cộng đồng quốc tế phải đoàn kết chặt chẽ chống lại những sự việc như thế này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23 tháng 3 có bài phát biểu trước cả nước về vụ nổ súng ở khu phức hợp crocus khiến hàng trăm người thương vong. Ông chỉ trích vụ tấn công là hành vi kinh hoàng, cam kết sẽ trừng phạt tất cả những người có liên quan. Đồng thời, ông Putin tuyên bố quốc tang vào ngày 24 tháng 3 để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Tổng thống Nga cũng bày tỏ lòng biết ơn tới những người làm nhiệm vụ phản ứng, cứu hộ tại hiện trường, cơ quan thực thi pháp luật và những công dân bình thường đã giúp đỡ các nạn nhân của vụ tấn công. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đang nỗ lực thực hiện các biện pháp tập trung vào việc ngăn chặn không để bất kỳ sự việc tương tự nào xảy ra nữa. Ông tuyên bố tại Moscow và trên toàn tỉnh Moscow cũng như ở tất cả các vùng của đất nước, các biện pháp chống tấn công và chống phá hoại bổ sung đã được áp dụng. Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn những kẻ đứng sau vụ tấn công này phạm thêm tội ác mới. Tổng thống Nga cũng đề cập lại thông tin đã được cơ quan an ninh đưa ra trước đó về việc đã bắt giữ 11 nghi phạm, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ xả súng. Ông nói thêm, những kẻ tấn công bị bắt quả tang đang chạy trốn về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một con đường vượt biên đã được chuẩn bị. Ông nhấn mạnh, tất cả thủ phạm, người tổ chức và chủ mưu đằng sau tội ác này sẽ phải nhận hình phạt công bằng và tất yếu. Dù họ là ai, ai hướng dẫn họ. Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng đằng sau, những kẻ đã chuẩn bị hành vi tàn bạo này, cuộc tấn công vào nước Nga, vào người dân của chúng tôi. Tuy nhiên, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định, Kiev không liên quan đến vụ tấn công ở Moscow và rằng những gợi ý về mối liên hệ với Ukraine không có gì giống với thực tế khu phức hợp trung tâm thương mại Krokus City Hall ở thị trấn Karasnogo, ngoại ô phía tây Moscow, đã bị các tay súng tấn công vào tối ngày 22 tháng 3 giờ địa phương. Vụ tấn công xảy ra ở thời điểm ngay trước buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Nga Big Nick, khi địa điểm có sức chứa ước tính khoảng 7.500 người đã gần kín chỗ. Những kẻ tấn công trang bị súng trường đột nhập và xả súng vào khán giả, sau đó đốt cháy tòa nhà và bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công tại nhà hát Krokus City Hall ở thủ đô Moscow của Nga khai nhận được thuê để thực hiện. Nghi phạm bị bắt giữ cho hay anh ta thực hiện vụ tấn công ở Krokus City Hall sau khi trao đổi với trợ lý của nhà chuyên giáo. Nghi phạm khai rằng vì tiền mà y đã xả súng vào đám đông. Theo đối tượng, cách đây một tháng, y đã liên lạc qua Telegram và được cung cấp vũ khí. Đối tượng thú nhận, người điều hành đã giao cho y nhiệm vụ loại bỏ tất cả những người trong khán phòng và được hứa trả 1 triệu rúp tương đương gần 11.000 đô la Mỹ. Ban đầu, y nói được hứa trả 500.000 rúp tương đương 5.400 đô la Mỹ nhưng mới một nửa số tiền đó được chuyển vào thẻ ngân hàng của hắn. Trợ lý tổng thống Ukraina Mykhailo Podolyak trước đó cũng phủ nhận thông tin từ FSB cho rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm quy kết Ukraina liên quan vụ tấn công đều phi lý và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vụ tấn công ở Crocus City Hall thuộc trung tâm biểu diễn nghệ thuật và mua sắm Crocus City nằm trên đường vành đai MKAD giữa thủ đô Moscow và tỉnh Moscow đã khiến hàng trăm người thương vong. Hiện các nhân viên đã dập tắt đám cháy tập trung trên mái nhà tầng 2 và tầng 3 với tổng diện tích 500 m2. Đồng thời với việc dập lửa, lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp đống đổ nát. Trên 100 nhân viên cứu hộ đã tham gia và 41 mét khối đống đá đổ nát đã được dọn sạch. Khoảng 100 nhân viên cứu hộ khác từ trung tâm cứu hộ Nozins thuộc bộ tình trạng khẩn cấp Nga được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Thống đốc tỉnh Moscow, ông Andrei Vorobyov nhận định công tác thu dọn hiện trường vụ tấn công sẽ kéo dài trong vài ngày. Sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga, giới phân tích nhận định Tổng thống Putin có thể đang chấn chỉnh mạnh mẽ nội bộ giới chức Nga để huy động sức mạnh đối phó với kịch bản xung đột quân sự với NATO trong tương lai. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington nhấn mạnh đến hai diễn văn gần đây của ông Putin trong đó nhà lãnh đạo Nga đưa ra lời chỉ trích hiếm thấy nhằm vào chính những người giàu có đang hậu thuẫn cho chính quyền Nga. Trong một bài phát biểu vào hôm 19 tháng 3 với các lãnh đạo Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, ông Putin đặt ra các ưu tiên cho nhiệm kỳ tổng thống mới, nhiệm kỳ tổng thống thứ năm của mình. Tổng thống Putin hối thúc các quan chức hành động vì lợi ích của nhà nước thay vì cho các tập đoàn hay chính đảng. Ông Putin cũng đưa ra bình luận tương tự trước Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga cách đây một tháng. Khi ấy, ông nói rằng các cá nhân trở nên giàu có nhờ kiếm được nhiều tiền vào thập niên 1990 không phải là giới tinh hoa thực sự. ông putin nói tiếp giới tinh hoa thực sự là các công nhân, quân nhân những người chứng minh lòng trung thành với nước nga. isvk nhận định các bình luận trên cho thấy ông putin đang gửi phát súng cảnh báo tới giới siloviki nhóm quan chức giàu lên nhanh chóng thời thập niên 1990 và có xuất thân cơ quan an ninh tình báo. isvk cho rằng ông putin đang thay đổi cách tiếp cận xác định để đảm bảo ổn định tài chính dài hạn cho nước Nga thì cần cứng rắn với một bộ phận Siloviki. Theo ISVK, Tổng thống Putin chấp nhận thử thách này để tích cực chuẩn bị cho tình huống một cuộc xung đột quy mô lớn tiềm tàng trong tương lai với khối quân sự NATO. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch dự báo xung đột đó có thể xảy ra sớm nhất là trong 5 năm nữa. Liên minh NATO đã cung cấp cho Ukraine nhiều viện trợ quan trọng để chiến đấu với quân đội Nga. Trong khi đó, ông Putin liên tục cảnh báo khối quân sự này về nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Trong cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. Bản lãnh đạo EU thậm chí sợ rằng kịch bản tương tự sẽ xảy ra với họ. Phương Tây đang cho thấy họ yếu thế hơn Nga nhiều mặt trong cuộc xung đột tại Ukraine. Phương Tây đang đối diện với nguy cơ thất bại ở Ukraine khi các chính sách của họ đối với cuộc xung đột này bị trật hướng. Cách tiếp cận của châu Âu ngày càng phản ánh không đúng thực tế trên thực địa. Một ví dụ điển hình cho điều này là Đức, quốc gia này có thái độ nhiệt tình ủng hộ Ukraine đối đầu với Nga. Khi nói về Tổng thống Putin, Thủ tướng Đức Sôn thậm chí không còn nhắc đến chức danh Tổng thống Nga. Thế nhưng, Đức sẽ không dám gửi tên lửa tầm xa thao đớt cho Ukraine nữa, bởi vì Nga đã nắm rõ kế hoạch này qua việc chặn thu đoạn nói chuyện mật của giới tướng lĩnh Đức. Phía Nga đã nói với Thủ tướng Sôn rằng họ sẽ trả đũa nếu ông gửi tên lửa thao đớt cho Ukraine. Tên lửa thao đớt là loại vũ khí có khả năng bắn tới thủ đô Moscow từ lãnh thổ Ukraine. Phản ứng của Thủ tướng Sôn không khác nhiều với các lãnh đạo khác ở các nước EU, ngoại trừ Hungary, cũng như thể chế bao trùm của liên minh này. Tất cả họ đều hiểu rằng Nga đang từng bước giành thắng lợi ở Ukraine, còn Ukraine thì đang thất bại từng chút một. Bên cạnh đó, châu Âu, ngoài Nga cũng thiếu thốn hệ thống phòng không. Nếu họ chuyển thêm các hệ thống đó sang Ukraine để bảo vệ binh sĩ của mình, thì họ sẽ rơi vào thế không được bảo vệ ngay tại quê nhà. Trên thực tế, phương Tây, khu vực châu Âu đã cạn kiệt hệ thống phòng không tới mức độ chưa từng có tiền lệ do viện trợ nhiều cho Ukraine thời gian qua hầu hết các quân đội ở châu Âu đều thiếu nhân lực và thiếu ngân sách. Lục quân châu Âu nhỏ bé và thiếu kinh nghiệm tác chiến. Chiến đấu ở Afghanistan, Iraq và hay vùng Sahel không giống như chiến đấu với quân đội Nga hiện đại, được trang bị tốt và giàu kinh nghiệm tác chiến quy mô lớn. Đáng lưu ý, tất cả các kế hoạch của phương Tây nhằm đánh bại Nga cho đến nay đều phá sản. Khi Ukraine sử dụng ồ ạt vũ khí nóng của phương Tây, lại nhận được thông tin dồi dào cũng do phương Tây cung cấp, cùng hàng ngàn UAV và rất nhiều đạn dược mà vẫn thất bại khi phản công, thì tương lai của họ tất yếu trở nên u ám. Một báo cáo của Lầu Năm Góc bị dò rỉ cho thấy, tỷ lệ thương vong giữa quân đội Ukraine và quân đội Nga là 71 hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Ngày 22 tháng 3, Kiev cho biết Nga đã mở đợt tấn công quy mô lớn bằng 63 máy bay không người lái UAV và 88 tên lửa. Trong số đó, 37 UAV và 55 tên lửa đã bị bắn hạ song số còn lại đã bắn trúng con đập lớn nhất Ukraine và nhà máy thủy điện Dnipro gây mất điện ở một số khu vực. Cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Kharkov, tỉnh Kharkov, Zaporizhia, tỉnh Zaporizhia và Kriviri, tỉnh Dnipropetrovsk, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Tờ The Kiev Independent đưa tin đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương, ngoài ra còn có hơn 1 triệu người phải sống trong cảnh mất điện. Một số nguồn tin địa phương cho biết Tên lửa Nga dường như chỉ đánh trúng khu vực đặt máy phát điện, chứ không tác động vào hạ tầng đập nước. Nhà chức trách Ukraine cũng thông báo nguồn cung điện đã bị gián đoạn nghiêm trọng tại thành phố Kropyvnytskyi, vùng Kirovograd, trong khi cơ sở hạ tầng tại Krivoye và Vinnytsia bị hư hại. Nga bắt đầu sử dụng chiến thuật tấn công diện rộng vào hạ tầng năng lượng Ukraine từ cuối năm 2022. Trong chiến dịch tập kích bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, Nga sử dụng khoảng 1.000 UAV Sahel trong vòng 6 tháng để nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Các cuộc tấn công này đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 60% hạ tầng năng lượng, gây tình trạng mất điện diện rộng ở Ukraine, cản trở cuộc phản công của Kiev. Trước tình hình này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa hối thúc các đối tác phương Tây viện trợ hệ thống phòng không hiện đại để bảo vệ những hạ tầng quan trọng. Liên quan đến cuộc tấn công này, Bộ Quốc phòng Nga đánh giá những cuộc tấn công ngày 22 tháng 3 đã hoàn thành mục tiêu chính là làm gián đoạn năng lực sản xuất vũ khí và đạn dược mới của Ukraine. Thông báo của cơ quan này bổ sung rằng các cuộc tấn công cũng phá hủy nhiều thiết bị quân sự mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp cho Kiev. Bên cạnh đó là gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển quân đội Ukraine ra tiền tuyến. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công lớn đã hoàn thành. Theo ông Oleksiy Kuleba, Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc tấn công đã ảnh hưởng đến khoảng 700.000 cư dân ở khu vực phía đông Kharkov, ít nhất 200.000 người ở khu vực phía nam Odessa và phía đông nam Dnipropetrovsk cùng 110.000 người khác ở khu vực miền trung Poltava. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, chỉ trong tuần qua, Moscow đã thực hiện 49 cuộc tấn công, trong đó sử dụng cả tên lửa siêu vật âm Kinza nhằm vào các mục tiêu của Ukraine. Bộ nêu rõ, các cuộc tấn công này nhằm trả đũa việc Ukraine liên tục pháo kích vào khu vực biên giới và cố xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Trong một diễn biến liên quan, tờ Financial Times của Mỹ đưa tin rằng Washington đã kêu gọi Kiev ngừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì lo ngại giá dầu toàn cầu tăng cao. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái sản xuất trong nước để tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga kể từ đầu năm. Các cuộc tấn công khiến Nga buộc phải đóng cửa một số nhà máy lọc dầu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ, chiếm khoảng 12% công suất lọc dầu của Moscow. Các cuộc tấn công cũng góp phần khiến giá dầu tăng vọt gần 4% kể từ ngày 12 tháng 3. Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trả lời họp báo của phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Sai cho biết Lầu Năm Góc gửi viện trợ quân sự cho Ukraine gần như hàng tuần, song việc đó đã dừng lại từ tháng 12 vì không còn tiền nữa. Bà Shai nêu rõ, chúng tôi biết Ukraine hiện đang phải đưa ra các quyết định chiến lược về việc phải rút quân khỏi một số khu vực nhất định để củng cố tuyến phòng thủ của mình. Theo bà, đó thực sự là những quyết định khó khăn bởi Kiev đang thiếu vũ khí. Song Mỹ chưa thể cung cấp cho Ukraine những thứ quốc gia Đông Âu này cần vì không có sự cho phép của Quốc hội. Nhấn mạnh cách tốt nhất mà Lầu Năm Góc có thể hỗ trợ Kiev là yêu cầu quốc hội thông qua một khoản viện trợ quân sự bổ sung. Quan chức trên nhắc lại lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin trong cuộc họp với nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine rằng Washington sẽ không để quốc gia đồng Âu thất bại. Trả lời câu hỏi về việc quốc hội Mỹ đang bàn phương án cung cấp viện trợ cho Kiev dưới dạng một khoản vay, bà Shai cho rằng rất khó để tạo gánh nặng cho một quốc gia đang chìm trong xung đột bằng một chương trình cho vay. Theo quan chức Lầu Năm Góc, hiện tại Ukraine đang trong cuộc xung đột vì sự sống và mỗi ngày đều phải cố gắng đấu tranh để giành lại lãnh thổ có chủ quyền của mình. Hiện tại, gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ mà chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất hiện vẫn đang bị giữ tại Hạ viện Mỹ do các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở cơ quan lập pháp này chưa đồng ý thông qua. Trước đó vào đầu tháng 2, Tổng tư lệnh mới của lực lượng vũ trang Ukraina, Oleksandr Syrsky cho biết, quân đội Ukraina chuyển từ thế trận tấn công sang phòng thủ. Mỹ hiện quan ngại về những đột phá của quân đội Nga gần đây ở Ukraina, điều này khiến quá trình tìm kiếm viện trợ quân sự cho Kyiv ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ukraine đã phải rút quân ở một số khu định cư, trong đó có thành trì Adipka gần Donetsk. Bên cạnh đó, ngày 21 tháng 3, lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào các địa điểm chỉ huy quân sự của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa đa năng Rampai do Cộng hòa Czech sản xuất, một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và một khẩu pháo D-30 ở hướng Kupiansk trong 24 giờ qua. Tại khu vực gần vùng Belgorod của Nga, lực lượng của Moscow đã tấn công các địa điểm tập trung của binh sĩ tư nhân nước ngoài và các đơn vị phòng thủ lãnh thổ Ukraina ở khu vực biên giới. Trong khi đó, ở khu vực Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát một nhà ga đường sắt. Quân đội Nga cũng đã phá hủy hai hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một pháo tự hành Acacia, một hệ thống pháo cơ giới Vozdika và một khẩu pháo D20 của phía Ukraina.